Sốp nơ mơ hạt .com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon, truy cập ngay sốp nơ mơ hạt .com. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của nơ mơ hạt. Thì trong video này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là thú. Nhưng mà không giống như đó là clip trước, đó là mình làm Athu DSP hay đó là Athu D Lenta thân. Mà trận đấu này đó là vạc Athu D rừng nhá. Mà cũng không phải đó là Athu D rừng, đó là bình thường. Mà Athu D rừng gọi là phong cách đó là full đam luôn anh em ạ. Thì anh em cùng theo dõi. Về chất tường Athu thì anh em cứ nghĩ đó là một chất tường trâu bo đúng không? Một chất tường đó là can quẹt tốt. Một chất tường đó là tánh cỡ. Nhưng mà trận đấu này nơ mơ hạt nói không. Nơ mơ hạt sẽ mang Athu theo phong cách đó là sạp thủ. Một combo đó là một mạng. Ở giai đoạn đầu game thì ổ pha này thì anh em thấy thì hình như đó là bị té mình đáng đó là bận việc gì đó. Đứng yên một chỗ và hiện tại đó là không chơi anh em ơi. Đừng nói áp cá nữa là toang luôn á. Thực tế thì ở trận đấu này thì đội hình của té mình đi cũng khá là xấu, khá là máu giấy. Nên là xíu nữa thì có lẽ là mình cũng sẽ đó là dễ dàng chơi hơn. Còn gặp những chất tướng toàn là trâu bò cả thì thực sự đó là thú sẽ khó chơi hơn rất là nhiều ở khả năng sốc đám. Mid team mình hiện tại thì vẫn đang đứng yên một chỗ nên là có lẽ là những đám lính này mình cũng sẽ ra phám. Thứ nhất đó là vừa giữ được trụ, thứ hai nữa đó là tránh trường hợp bị thọt nha. Ok, ôi tình huống này đông đông anh em ơi, ôi thôi xong rồi. Bị Murat nó lừa rồi anh em ạ, à, quá là đông. Và cuối cùng thì mình lên bảng điểm số. Mid team mình thì bây giờ đó là mới di chuyển lên, bởi vì nãy giờ thì không chơi mà. Sai rồi, pha đó thì mình tưởng là à bắt được Murat rồi, bắt được Murat rồi. Môi thơm là đấy, môi thơm là đấy. Ai dè là 3-4 người có tém địch dồn lại. Và cuối cùng mình lên bảng điểm số 1-3 dành cho đó là team bên địch. Không sao cả anh em ạ. Thôi mới đó là cái màn đầu tiên thôi mà. Đơn giản. Thì bây giờ đang thấy đã có giao tránh ở khu vực đường rông. Tình huống này thì sẽ lại hỗ trợ team nha. Rồi bắt được đó là vị trí của rừng tém bên địch rồi, bổ cái công lý phán quyết vào đâu đó là vị trí của xạ thủ tém bên địch nữa và tiền hai người lên bảng điểm số. Tuy là mình không ăn được nhưng mà lên hỗ trợ thế này thì cũng đỡ đó là bị tím chửi đi đúng không, lại quay trở về đó là phán tiếp. Athu đi rừng thì mình cũng lên bảng ngọc theo thiên hưởng đó là full đam luôn, nên là tốc độ phán thì cũng khá là nhanh chứ không phải là lâu. Bây giờ thì nhân thấy lại có là giao tránh tiếp tục, xạ thủ tém mình thì đang khá là thấp máu. Mình sẽ lại cứu bàn đấy, một em lên bảng điểm số rồi này. Chuẩn bị có chiêu cuối, hai em lên bảng điểm số. Rồi, Murat tém đích ảo ảnh chạm đi bạn ơi. Đúng rồi, ảo ảnh xàm xong rồi này. Công lý phản quyết vào đâu này, chiếu một đuổi này và double cứu dành cho mình. Tiền thể thì cướp nhẹ đó là con búa đỏ của rừng tém bên địch luôn. Ôi, xạ thủ tém mình về đi bạn ơi, thấp máu rồi về đi bạn ơi. Không chỉ thì tém bên địch lên nó bổ cho phạt vào đâu nữa thì thôi sóng ối rồi luôn á. Thì vậy đã lấy lại được đó là lợi thế rồi anh em ạ. Ôi đấy, xạ thủ tém mình bị bắt, liệu có thoát được hay không? Ồ, rất may vẫn thoát được kia, hay quá cà phê ní ơi. Hiện tại bây giờ anh em thấy thì Zuka đang thua keo Eo Su. Mình nghĩ Eo Su tém đi thì đang đâu đấy đúng không? Rồi pha này hello Eo Su, lên bảng điểm số đến từ vị trí của Eo Su. Này thì ngắm nhìn đó là vị trí của Zuka này. Thì tuy là có mặt nhưng mà có lẽ là mình cũng không gỡ, bởi vì gỡ thì Eo Su lên nó cũng đắt mà. Thôi mình đó là sẽ đẩy thể lính lên cao, rồi sau đó sẽ di chuyển ra luôn nhé. Mặt đập khắp nơi thế này á,
nhưng mà đặt một góc thì mình sẽ không gỡ luôn nhá. Sẽ di chuyển quá đẹp cái trụ đường dừa này. Hello Mỹ Tém Bendix, chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu? Chạy đâu? Liệu có chạy được hay không? Pha này thì còn 10 giấy, 11 giấy nữa mới hồi chiêu cuối. Không sao cả, lên được cái tím Incubus nên là gây thêm đó là sát thương trong phạm vi nữa. Và cuối cùng thì lên bảng điểm số. Thì bây giờ anh em thấy thì búa đỏ của Tém Bendix cũng vừa xuất hiện lại sáng đó là tiếp tục cướp luôn búa đỏ của rừng Tém Bendix. Anh em thấy thì tốc độ phám cũng rất chỉ là nhanh đúng không? Rồi, nhận thấy là Tém Bendix đó là đang bắt đó là tím bên mình rồi, Murat giật bóng về này. Van Heel của Tém Bendix bắt được xạ thủ tím bên mình rồi, bổ cái công lý phán quyết vào đầu Murat, tiễn Murat lên bảng điểm số, ăn luôn thêm màu của Van Heel Tém Bendix nữa. Double kill đó là tiếp theo. Nhân thấy eo su của Tém Bendix cũng khá là thấp máu, tình huống này mình sẽ bắn chơi luôn nè, tiện eo su lên bảng điểm số. Thần thánh dành cho A Thu rồi. Lại tiếp tục đó là thấy vấn cá của Tém Bendix. Rồi bắt luôn vấn cá hay không? Có bắt được hay không? Nhưng mà tình huống này thì chưa có đó đã chiêu cuối, lùi lại một nhịp, cướp luôn đó là những con quái rừng của tím Bendix trước đã. Bây giờ thì có mình có đó là món đồ đó là lớn thứ hai rồi, đó là cái thương lóng để giúp đó là giảm giáp rồi giảm thời gian hồi chiếu. Qua đó thì lượng đám của mình cũng sẽ tốt hơn và sử dụng chiêu thức được nhiều hơn đối với đó là A Thu. Rồi cơ rí xí này, bổ công lý phán quyết này. Bắt luôn đó là vị trí của đó là eo su Tém Bendix nhá, bắn một trụ, hai trụ, bắn hai trụ chơi luôn này. Bắt luôn ở vị trí của đó là Van Heel này, chạy đâu? Triple cứu dành cho mình, nhưng mà cuối cùng thì cũng mất đó là cái màn chấm dứt. Khi mà bị trụ bắn hơn nửa lượng máu của mình cũng khá là thấp á. Nhưng mà không sao, một pha tráo đổi vậy là cũng lời thôi, một đổi ba. Về chiêu thức của vị tướng A Thu thì có lẽ là quá là dễ rồi đúng không? Chiêu thứ nhất anh em kích hoạt thì tăng tốc độ di chuyển này. Đòn đánh tiếp theo thì đó là sẽ cương hóa này. Kiểu là đòn đánh đã bước vào trạng thái đòn đánh đột kích. Trúng tướng địch thì gây sát thương, bên cạnh đó thì choáng nhẹ tướng địch xíu. Chiêu thứ hai thì anh em gọi là kích hoạt thì vung kiếm đó là như thế này. Trúng mục tiêu thì đó là sẽ gây sát thương. Chiêu cuối thì anh em bổ cái công lý phán quyết. Đó là hất tung tướng địch gây sát thương. Nói chung thì chiêu cuối cũng khá là đơn giản thôi, đặc biệt thì hất tung được đó là tướng địch nữa. Rồi ví dụ như pha này chẳng hạn này, bổ đó là chiêu cuối vào này. Tình huống này thì có lẽ là bắt đó là Van Heel của Tém Bendix này, chạy đâu bạn ơi, chắc chắn là Van Heel lên bảng điểm số. Bắt luôn đó là vị trí này thì đừng ngắm với chúng tôi này, này thì đừng ngắm này, mất tốc biến rồi đúng không, đuổi theo luôn này. Ôi còn một xíu máu anh em ạ, nhưng mà chắc có lẽ là phải lui lại thôi. Triệu vẫn Tém Bendix bổ ulti vào đầu mình, này thì núp để bổ ulti này. Mình chờ đó là hôi một xíu máu đã đến từ nội tài quay trở lại xả thật hướng. Tiễn Triệu vẫn Tém Bendix lên bảng điểm số. Murat Tém Bendix thích định chơi mình nhưng mà không sao cả. Quay trở lại ảo ảnh chạm vẫn chưa đủ cái lượng sát thương. Tiễn Murat lên bảng điểm số. Khá là trâu bò anh em ạ. Tém Bendix đánh gần như đó là không mất máu luôn á. Tùy là mình lên đó là theo thiên hưởng đám. Nhưng mà món đồ rừng thì mình đó là lên cái rìu anh em nhá. Cái rìu đó thì cũng có cái đồ chống chiêu nữa. Vừa có đám vừa có chống chiêu. Với cái rìu đó thì sẽ gây sát thương đó là xung quanh nhờ cái tim Incubus nữa. Kiểu như nội tài của áo choàng thân ra vậy anh em ạ, nên là anh em đã lên đó là rìu thì anh em đừng có lên áo choàng thân ra dành cho mình nhờ nhá. Kiểu là nó bị trung nội tài anh em. Thì đó là những điểm anh em cần lưu ý. Thì anh em thấy thì nội tài của vị tướng Á Thú là gì? Nội tài của vị tướng Á Thú là hồi phục máu theo thời gian. Nên là việc anh em thấp máu anh em di chuyển hôi phá một xíu lại có thể đầy cấy máu và có thể chiến tiếp được. Vì thế chơi A Thu thì gần như đó là không cần biến về. Cứ di chuyển một xíu lại có thể là hồi phục được cái lượng máu. Rồi tình huống này thì bắn vào chơi luôn anh em ạ. Bổ chiêu cuối vào đầu Murat luôn này. Tiền Murat lên bảng điểm số. Bắn trụ chơi luôn anh em ơi. Chạy đâu? Ôi còn một xíu máu. Ôi thôi xong rồi. Tưởng bắt được Krissi, ai dè Krissi nhanh quá.
Dũng Cao tem bên mình thì cũng hay nữa, và cuối cùng thì tiền đó là ba người tem địch lên bảng điểm số. Ván chết vì gánh công lưng. Ván heo tem địch hợp lý. Tiêu trận đấu này thì ván heo tem địch thì có lẽ là chơi tốt nhất, kiểu là chết ít nhất á, giữ vị trí được tốt nhất, lúc nào cũng chết cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng thì tem bên địch toàn là chết đầu tiên cả, bởi vì chất tưởng của tem bên địch anh em thấy thì máu giấy mà không có được tánh cỡ thì cũng đang chấp nhận điều đó thôi. Nên là vì thế mình khuyến khích anh em nên là đã có một đội hình đẹp, vừa có xạ thủ, vừa có đấu sĩ, vừa có tánh cỡ, vừa có đó là xạ thủ thì sẽ tối ưu nhất. Còn đội hình mà không có tánh cỡ mà những chất tướng mạnh ở giai đoạn cuối game giống như đó là Triều Vấn, mà đầu game bị ép toàn là ép bùa cả, bùa không ăn được thì lấy gì chơi đúng không? Rồi Murat thì đang tích điểm nội tài nhưng mà cuối cùng thì cũng lượt về rồi. Nói chung những trận đấu gọi là pick tướng thế này mình mới tự tin đó là cầm full down được. Còn tem bên đích mà chất tướng quá là đẹp, quá là trấu bo thì thực sự đó là cầm á thú. Gọi là lên full down thì cũng khá là mạo hiểm, bởi vì mình thì cũng không khuyến khích đó là anh em lên build đồ này đâu nhá. Chủ yếu là mình lên để anh em xem và trải nghiệm thôi. Crazy tem mình bất ngờ chưa ông bà ra. Không biết là bất ngờ gì đó. Rồi Triều Vấn thì bổ gần như là không ra đám, Triều Vấn bị cướp hết bùa thì lấy gì chơi. Rồi pha này mà đuổi theo nữa là mình chơi hồi chiều cuối là mình lại quay trở lại bổ luôn á. Rồi tình huống này thì SP tém mình cũng lại hỗ trợ rồi, đuổi theo luôn này. Chạy không, chạy không, chạy nhanh quá. Mình sẽ khép góc đường về của Murat này. Rồi chạy đâu bạn ơi, chạy nhanh thế, chạy nhanh thế. Có lẽ là vẫn chưa kết thúc được đó là trận đấu thì sẽ đẩy thể lính lên cao xíu đà nhá, lấy đường lính siêu cấp đà anh em ạ. Rồi tình huống này xảy ra bắt luôn này. Rồi mưa sao băng này, lên bảng điểm số mưa sao băng này. Double cứu dành cho đó là xạ thủ team bên mình này. Tầm này thì cả phải đi bắn hết, nhưng mà cuối cùng thì cũng bị đó là Van Heo tem đích tiền lên bảng điểm số rồi. Bởi vì Van Heo lên phép anh em ạ. Tầm này mình vào mà Van Heo nó trưởng cho phạt rồi chiêu cuối thì cũng đó là khá là thấm đấy. Bởi vì anh em biết rằng thì Van Heo lên phép thì sức sát thương sẽ cực kỳ là khủng. Hôm qua thì mình đã làm đó là clip Van Heo full phép rồi. Đám ảo lắm anh em ạ. Ồ pha này hello Murat, chạy đâu bạn ơi. Này thì ảo ảnh chạm này, lên bảng điểm số này. Lại tiếp tục đó là núp đấy để xem có bắt được mục tiêu nào hay không nữa nhá. Rồi, Vân Ca tem bên đích đúng không? Hello Vân Ca, bổ chiêu cuối luôn này. Chạy đấu, lên bảng điểm số này. Bốc hơi khá là nhanh đến từ vị trí của Vân Ca tem bên đích. Đình bắt đó là Crazy team bên địch, nhưng mà mình cũng phải lùi lại bởi vì anh em thấy thì sức sát thương của Van Heo cũng rất là tốt và lượng máu của mình thì khá là thấp nữa. Nhưng mà mình cũng không cần biến về, chỉ cần là chạy một xíu rồi phá một xíu lại có thể đầy cây máu chiến tiếp được. Với lợi thế đó xài tay dài thì chất tưởng tem bên địch dọn dẹp lính cũng khá là ổn á. Nhưng mình nghĩ thì để mà win được trận đấu này, lật kèo được trận đấu này thì vô cùng đó là khó khăn dành cho team bên địch. Tình huống này thì sẽ bắt đó là Murat luôn nhé. Hello Murat. Mình sẽ chờ đó là cái bóng này này, hai người của tém mình đó là đuổi theo. Mình sẽ chờ sẵn cái bóng này và Murat bây giờ thì không có cơ hội giật bóng về nữa rồi. Nên là vì thế khi gặp đó là Murat á, thì anh em nên nhớ rằng nếu mà có người đuổi theo Murat rồi thì anh em ở lại giữ đó là cái bóng nhá. Đỡ phải đó là Murat tem đi rồi giật bóng về, giật bóng về cùng bị bắt. Mà không giật bóng về thì bị đó là tem bên mình đuổi theo. Nên là anh em lưu ý cho mình điều đó một xíu. Bởi vì chất tưởng Murat thì cũng khá là ảo diệu. Lúc này thì mình lên đó là cái đao trúi hôn giảm khả năng hồi phục của tướng địch. Nhưng bây giờ mình bán lên đó cho đó là thành kiếm anh em ạ. Rồi Kiều Vân thì rinh rập bắt đó là xà thủ tím bên mình, nhưng mà bị mình lại bổ và lên bảng điểm số tiếp. Nghỉ thì cũng tồi Triều Vân, nhưng mà thôi thì cũng kê anh em ạ. Chứ tưởng Triều Vân mà bị ép rồi bị cướp bùa các kiểu thế này thì sẽ vô cùng khó chơi.
Ôi, chú voi con ở bản đốn, chú voi con của tém bên mình. Đang can quét nhưng mà cuối cùng thì có lẽ là vẫn chưa đủ cái lượng sát thương. Voi thì can quét tốt thanh em ạ. Nhưng mà để hạ không được tướng địch thì sẽ vô cùng khó. Bởi vì voi thời điểm hiện tại chiêu hai không giống như trước, đó là khi bắt chiêu cuối. Vực hỗn loạn thì có thể sử dụng được chiêu hai liên tục nữa. Mà bây giờ nội tài của voi mình không thích xíu nào luôn á. Mình sẽ đó là mai một gì đó làm voi, đó là các vị tướng bị lãng quên nhá. Thực sự thì voi bây giờ bị lãng quên quá rồi. Mai một gì đó mình sẽ làm, nếu mà anh em yêu cầu thì mình sẽ làm anh em ạ. Rồi, pha này thì sẽ... Ôi, thôi xong rồi. Pha này thì mình sai rồi anh em ạ. Cứ tưởng là đủ cái lượng đám để ăn, đó là eo su 2 giây, eo su nó rất bắn phát. Nó lui ra và cuối cùng thì mình đó lên bảng điểm số. Zuka tem mình lao vào thì cũng bị lên bảng điểm số luôn. Hơi chủ quan xỉu rồi. Về phần trang bị dành cho đó là vị trí quá thủ thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên đó là rìu đi rừng, tiếp đến thì dây kiến cương để kháng yêu khống chế. Sau đó thì đó là thương long để giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Tiếp đến thì đó là thành kiếm chí mang, sau đó thì cây nánh đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là phức hợp kiếm để những cú đánh sẽ đau hơn. Phun đám chuẩn chỉ. Về phù hiệu thì mình vẫn sử dụng má tính danh chó đó là á thú. Tém bên mình thì đáng khìa đó là tìm bên đi cây anh em ạ. Xíu kịch bàn chơi chúng các kiểu á. Hơi khìa đến từ đó là tìm bên mình. Cơ rí xí thôi em xin. Thì bây giờ hai bên đó là hình như đang tranh chấp đó là ta thân xế giá. Thì tình huống này thì mình sẽ lại bắt tìm bên địch luôn nha. Lùi một bước đà này. Rồi pha này thì sẽ lại đó là bắt đó là vị trí của Murat tìm bên địch. Quay trở lại bắt luôn đó là vị trí của Van Heel luôn nhá. Rồi chạy đâu bạn ơi. Này thì Van Heel này lên bảng điểm số này. Trận đấu này mình thấy là Van Heel tem bàn thì chơi vẫn tốt nhất á. Còn lại thì chơi đó là không được tốt. Thực tế thì muốn tốt cũng khó. Bởi vì anh em biết rằng thì không có tánh cơ mắc muốn tốt cũng khó. Anh em thấy thì eo su của tem địch đang đó là núp bên bùi bên kia có ý định cướp ta thân đúng không? Bởi vì đặt cái mắt đó thì thấy đó là tầm nhìn mà. Thì mình đó là sẽ chờ đó là rú cá đó là di chuyển lại. Hắn đó là con ta thân xế giá này. Rồi mình sẽ đó là di chuyển lên bắt đó là eo su này. Rồi hello eo su núp à. Này thì núp này, này thì núp này. Một bộ này. Lên bảng điểm số này. Thì khi lên phun đám đó là điểm mạnh đó là khả năng sốc đám anh em ạ. Một bổ một màng luôn á, là chuyện bình thường. Về bảng ngọc thì mình vẫn đóng phun đám dành cho là vị trí quá thu luôn. Ô pha này này, một bổ này, rồi chạy đậu lên bảng điểm số. Một cú đánh chỉ màng nửa bốc hơi khá là nhanh. Ngọc thì mình cũng đó là ngọc phun đám luôn anh em nhá. Bây giờ bắt bóng Murat này, rồi hello. Hello Murat, rồi chạy đâu. Một bổ này, ôi. Vẫn ăn được Murat nhưng mà mình cũng lên bảng điểm số. Đám của Van Heel to quá anh em ạ, mình không có đồ kháng phép á. Đám Van Heel hơi bị khủng luôn á. Nhưng mà có lẽ thì xa thủ tím mình đám cũng to rồi. Một xỉa nữa. Eo su tém địch ra solo. Ôi ôi. Ra solo, eo su bây giờ thì solo thẳng ái nữa. Thì có lẽ là pha này thì tém bên mình sẽ tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Về bảng ngọc dành cho á thú thì mình lại lên bảng ngọc phun đám để phám cho nó nhanh. Ngọc đỏ, 2 viên chỉ mang, 8 viên công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.